Ừ, có lẽ đây là những thành viên đã làm Tờ Dịu Dạo trong năm 2017. Và đây là một video rất là đặc biệt để cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm và ủng hộ Dịu Dạo trong năm 2017 trước khi Tết năm sau là gì nhỉ? Nhâm Tuất à? Hay Mậu Tuất? Ừ, năm Mậu Tuất đến và mình sẽ nhường lại những lời chúc dành cho ba bạn đi ở phía sau mình đây. Xin lỗi các bạn, hôm nay lại thiếu mất Thùy Linh bởi vì Thùy Linh vừa về quê. Đúng là phố nào không có thịt gà, gà không có đàn bà nó vẫn vui. thật ra là có đàn bà mới vui. Lô Lady First em lên đi. Ở đây là một thanh niên chưa xác định được là phụ nữ hay là đàn bà. Anh buồn cười rõ ràng, nó thẳng, thái thẳng. Không chém nữa, anh em bắt đầu gửi lời chúc. Anh sẽ gửi lời chúc cuối cùng. Chúc là lần đầu đây. Đến cái chúc đó, chúc nó còn mất. Mình cũng là người chúc đầu tiên thì mình cũng chúc mọi người có nhiều sức khỏe, thành công trong cuộc sống và hạnh phúc với những việc mình làm. Với tư cách là người vào team cuối cùng thì mình cũng rất là cảm ơn anh em trong năm vừa rồi đã ủng hộ, mặc dù là vừa rồi thì cũng có những cái sự xáo trộn nhất định. Tuy nhiên là bằng cái sự ủng hộ anh em của chúng ta có ngày hôm nay thì mình cũng xin chúc anh em là chúng ta sẽ luôn luôn gắn bó nhau trong năm tới và sẽ cùng nhau phát triển rất nhiều, bởi vì là có Dịu Dạo thì mới có các bạn và có các bạn thì mới có Dịu Dạo. Lời chúc của mình thì nó cũng là hơi xem tổng hợp của Ngọc với con Lùn. Thứ nhất là anh em phải có sức khỏe này, đúng không? Không thì làm sao mà xem được mắt yếu không xem được video của Dịu Dạo. Cái thứ hai là anh em phải có thành công trong cuộc sống, điều kiện kinh tế tốt, anh em mới mua điện thoại rồi máy tính mới xem được video của Dịu Dạo. Và cái thứ ba nữa là anh em phải gặp nhiều may mắn trong cuộc sống và cũng là hạnh phúc với gia đình, đúng không? Không hạnh phúc thì làm sao xem video của Dịu Dạo được, buồn thì cũng đập máy thôi, đúng không? Đó là những cái mà bọn mình muốn truyền tải cho anh em. Cái cuối cùng thì mình sẽ xin được nhường lời cho anh Việt. Mình cũng đã nghe những lời chúc của các bạn gần như là đầy đủ hết rồi. Và mình cũng chúc cho các bạn một năm mới thành công như Samsung, khỏe mạnh như Snapdragon 845, mượt như iOS và cuối cùng là pin trâu như iPhone Max Plus thì phải. Đó chỉ là một lời chúc khá vui vẻ thôi. Còn lại thì năm tới mình sẽ tổ chức rất nhiều cái event, buổi offline để tạo ra một cộng đồng Dịu Dạo mới và có rất nhiều các dự án mình cần các bạn và các bạn cũng sẽ được những quyền lợi mà mình sẽ mang lại cho các bạn xem video này và những người sau này sẽ xem video này và những người sau này nữa xem video này. Thôi đã lại cắt đi. Đúng không? Và mình sẽ đem lại những cái quyền lợi dành cho các bạn như sản phẩm này, tặng sản phẩm hàng tháng. Đó là mình sẽ làm lại cái Dịu Dạo.vn trang web trở thành một cộng đồng của các bạn, giống gần như tương tự như Tinh Tế nhưng mà mình sẽ làm một cách khác hơn, lập một group công nghệ khác bên song song với lại fanpage Dịu Dạo cũng như là group Dịu Dạo hiện tại. Mong các bạn sẽ đón nhận nó trong thời gian tới. Và bây giờ thì video đầu năm mới cũng kết thúc rồi. Mình cũng... Lì xì anh. Thưởng Tết rồi thôi. Thưởng Tết rồi. Lì xì. Comment đang video. Đang video phải lì xì. Thôi. 1, 2, 3. Chúc. Lại cái cân bù. Rồi chú ý nhá. 1, 2, 3. Chúc mừng năm mới.